anh vui quá. Tôi nói chung lời lẽ thì nó cũng không có nhiều. Tôi cũng đi cũng hai lần, Cao Lãnh lần, với Sa Đéc lần. Rung quá không biết nói gì luôn. Anh có lên chương trình rồi. Lên chương trình nào? Tướng Vĩ một lần đó. Tướng Vĩ một lần. Với đệ tử của Tướng Vĩ với Cao Lãnh á. Cái kỳ đó cũng thích cái cô ở trên huyện viện trở nè. Cái ông ghi hình rồi cái gì ông mở điện thoại rồi mới mới kết hôn ngày qua cái nó thôi xù luôn á, đừng lên nữa. Vậy luôn hả? Lâu chưa anh? Lâu rồi, cũng 2 năm rồi. Cũng 2 năm nay rồi ha. Mình cũng đi 2 chương trình rồi. Cái này nữa là 3. Mà chưa 2 chương trình sao trước thì chưa mở Sài Gòn Go đó. Sao thấy cô này thấy cũng thích thích. Thấy cô nói cái hoàn cảnh cổ cũng mình cũng đồng cảm. Mà mình thích cổ, mới cổ có thích mình không? Thấy khóc chịu không nổi. Bao xe đi liền luôn hả? Đi trong đêm luôn hả? Mới lên bữa 18 phải không? 18 tháng 9 rồi. Sợ chịu đi... nổi giờ xách xe đi liền luôn. Sợ đi chậm quá bị người ta rước sao? Đó. Cái này mình phải chơi nhanh tay á, giống như Sơn Tinh Thủy Tinh này ha. Ai đến trước thì cầm tương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ chương trình chào anh. Tôi cũng chào chú Minh Hoàng dẫn chương trình với chào cộng đồng mạng anh chị em. Rồi, bây giờ anh có thể cho quý vị khán giả biết tên cũng như tuổi mình ha. Dạ. Tôi Nguyễn Tứ Kỳ, sinh 1964, Nguyễn Tứ Kỳ. Nguyễn Tấn Kỳ. Nguyễn Tứ Kỳ. Nguyễn Tứ, Nguyễn Tứ Kỳ, sinh năm 1964, 60 tuổi. Ở Lai Dung, Đồng Tháp. Anh Kỳ đến từ Lai Dung, Đồng Tháp. Quý vị cũng thông cảm anh Kỳ đến từ Đồng Tháp. Anh ăn chay trường nên cái anh cũng có cái đầu anh thì nói đúng ra thì quý vị cũng biết là quy y ha. Thì cái đầu nó cũng không được, không có tóc hả? Nói vậy đi rồi đội nón lên cho nó đỡ, quý vị cũng thông cảm nha. Rồi hiện nay ở Lai Dung, Đồng Tháp anh Kỳ sinh sống bằng nghề gì anh? Ở nhà làm vườn. Làm vườn vú sữa với mít á. Trồng vú sữa với mít cũng được ba công. Ba công vú sữa, mình trồng vú sữa đó là vú sữa Vĩnh Kim hả? Vú sữa Lò Rèn Mimica mới vợ. Mới, giống mới. Với lại mít Thái anh. Mít nghe nói lúc này hình như không có giá anh ha. Cái này nó sụt lại. Chú sữa thì ngon mà mít thì nó... Một năm vậy mình thu hoạch mấy lần anh? Mít thì nó trái mãn năm. Còn chú sữa vậy nó có mùa. Có mùa. Rồi hiện nay anh Kỳ tình trạng hôn nhân của anh như thế nào anh Kỳ? Thì chia tay bà xã hồi 2006 á. Cái 2010 là ly hôn. Có nghĩa là mình ly thân 2006. Tới 2010 mới chính thức là ly dị. Được 4 đứa con mà theo mẹ nó. 4 người con theo mẹ hết luôn. Giờ tôi sống nhà thờ ở mình. Bây giờ anh ở nhà thờ mà ở có mình luôn. Có 6 bà chị của mình tôi trai. Các con anh Kỳ có thường về thăm anh không? Có đám tiệc ông bà nó mới về không. Chứ bình thường ngày thường nó dưỡng mẹ nó. Rồi chia tay với vợ của mình mười mấy năm nay, anh Kỳ có quen được mối tình nào khác không? Đẹp trai vậy mà ăn chay nữa mà không quen được ai, nói không tin không ơi. Không, nói chung bây giờ duyên ai nói gặp chứ giờ mình kiếm mình lựa cũng không biết đâu rồi nói. Không, ý em nói, em hỏi là mười mấy năm mà khi chia tay với người vợ của mình á, anh có quen được cái mối tình nào khác ở bên ngoài không? Không. Có quen bạn bè đâu có, bình thường đi sau nó thì không có. Anh Kỳ nè, anh đi bằng phương tiện gì đến đây? Kêu tài xế nó chạy, vì chạy không ra thì không nổi xa quá. Tài xế luôn, tài xế nhà hả? Xe mướn hay là sao? Xe taxi ra trên Cao Lãnh đó. Xe thuê hả? Thuê Cao Lãnh chở anh đi. Cái đường xa xôi quá mình không thuộc đường chạy luôn. Ở Cao Lãnh mình ở huyện nào anh? Ở huyện nào chung?
thành phố Cao Lãnh. À, ngay thành phố Cao Lãnh luôn. Quá vui. Nhưng mà cái vườn mình thì ở bên trong, nhà thì ở ngoài thành phố ha. Có nó chè nó trên Cao Lãnh, tôi ở Lai Dung. À, anh ở Lai Dung hả? Rồi anh Kỳ nè, anh hôm nay anh đến với lại Mảnh Ghép Yêu Thương. Anh muốn Mảnh Ghép Yêu Thương giúp gì cho anh? Thì cũng nhờ chú kiếm người nào nếu mà có duyên thì để về chung sống, chỉ nội trợ thôi, khỏi cần phải làm gì hết. Kiếm người có duyên với anh để về chung sống với anh, nội trợ trong nhà thôi, còn tất cả bên ngoài để anh lo. Cái này cũng, cái ca này cũng được nè, cũng đơn giản. Rồi anh Kỳ, anh muốn kiếm cái độ tuổi như thế nào để gọi là thích hợp với cuộc sống của anh? Thôi giờ thua cái duyên thì chứ mình cũng không biết độ tuổi nào nữa. Ví dụ mình thích người đó mà người đó không thích mình. Dạ. Không, cái độ tuổi mà. Cái độ tuổi là như thế nào? Ví dụ như tầm mấy tuổi tới mấy tuổi? Ví dụ như hôm nay là anh 60 đúng không? Là nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi hoặc là lớn hơn anh bao nhiêu tuổi? Bây giờ khoảng 60 trở lại 40. Có nghĩa là từ 60 đổ lại 40. Rồi. Anh Kỳ, anh cũng chắc cũng có xem nhiều video rồi đúng không? Anh có ấn tượng cô nào trên đó chưa? Cũng có xem qua chương trình rồi, mà để bữa nay đến đây rồi mình xin số điện thoại sao mình liên hệ đây. Thí dụ người đó có thích mình hay không? Biết rồi, nhưng cái mà anh... mình thích người ta không thích mình sao? Đúng rồi, đúng rồi. Cái ấn tượng á, cái ấn tượng mình ấn tượng thì cũng có mới tới đây chứ. Thì không, ý chương trình muốn biết anh ấn tượng cái cô nào trên đó, đặng chương trình dễ sắp xếp quá mà. Coi chương trình thì thấy có cô mà khóc nhiều, thấy cũng lại cô khóc nhiều nữa ha. À, sao bữa nay nhiều người khóc nhiều quá ta, khóc thầm. Rồi thí dụ ngoài cái cô đó ra, nếu mà không ưng thuận mình á thì anh Kỳ có cho những cô khác đến với cuộc đời mình không? Cho chứ. Ừ. Mở rộng ra mình, ha. Mình tự vì cái cô đó có duyên thì phải người khác chứ sao? Đúng rồi. Trên chương trình của Minh Hoàng Mảnh Ghép Yêu Thương có rất là nhiều những cô gái từ 40. À, thậm chí mới đây 38 cũng mới vừa lên luôn. 38 tuổi, rất xinh đẹp luôn. Mà chưa có lên hình đâu. 38 tuổi mà thợ cũng là thợ uốn tóc, thợ hớt tóc, rất xinh đẹp. Mới vừa lên chương trình Đức Thì, nếu anh tới sớm chút là sẽ gặp, sẽ cho anh và cô ấy diện kiến luôn. Bây giờ cô ấy về rồi, mới vừa về là anh vừa tới luôn. Nếu mà là... nếu mà anh mở rộng cửa ra thì chương trình sẽ dễ dàng tìm kiếm một cái mảnh ghép thích hợp để mà đến với cuộc đời anh. Nói chung bây giờ gia đình thì cũng không có thiếu thốn gì, chỉ giờ kiếm người biết nội trợ gia đình, chứ đi đâu có người giữ nhà hay thôi chứ. Đi cái đóng cửa, đi đóng cửa không. Khi anh đến chương trình này, những người con của anh có biết không? Có những người con của anh có đồng tình để anh đến chương trình? Vì nó hồi chia ra với mẹ nó theo mẹ nó hết, nó đâu có lo gì cho tôi được đâu. Rồi bây giờ trước khi tiếp tục chương trình đó thì anh xem những cái video của kênh Mảnh Ghép Yêu Thương thì anh cũng biết rồi, chương trình có một cái điều lệ là anh có cho phép chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương sử dụng hình ảnh của anh để đăng lên mạng xã hội hay không? Thì nói chung đến đây thì phải đồng ý chứ. Mọi khiếu nại của các con anh, gia đình anh, kể cả bản thân anh, sau này kêu chương trình gỡ video hoặc xóa bài là không gỡ hoặc xóa được. Tôi chịu trách nhiệm hết, không sao. Anh phải chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Rồi, cảm ơn anh. Tại bây giờ anh có cần đòi hỏi gì, anh có nói rõ ra để cho các chị em phụ nữ biết, để chủ động hơn
đến ghép nối với mình. Sau này về ở chung nó cũng đỡ bỡ ngỡ hơn đó anh. Thôi hôm nay tôi đến đây thì tôi cũng có vài lời muốn gửi đến cô Thị Linh. Lớn lớn lên anh. Gửi lời đến cô Thị Linh đó. Rồi. Gò Công Tây á, nếu mà có duyên thì mình tìm hiểu rồi sẽ đến với nhau. Còn không thì thôi. Anh có thể chu toàn được ha. Được. Tại em không nghe cô nói từ 60 cũng triệu nữa. Đúng rồi, có nói, có. Nhưng mà chú nói 55 đó, cô nói 60 cũng được. thấy hoàn cảnh cô nói thì thấy cũng đồng cảm. Có thể là chu toàn được về cuộc sống của cổ nè, rồi thêm một đứa con nữa. Hình như là có một mẹ già nữa. Có giờ cổ nuôi bà già. Mà mấy ông anh lo tiếp vậy đó. Ví dụ như cái mảnh ghép này nó không thành, nó không thành thì anh tính sao? Thì kể như mình gợi ý vậy thôi. Mình gợi ý thôi ha. Có nghĩa là không thành thì vẫn còn có những cô khác mà. Những cô khác cũng không thua kém đó. Nếu có duyên thì gặp cái gì, không phải lo. Ở dưới Lai Dung. Ở dưới Lai Dung anh ở bên trong hay bên ngoài? Ở gần Úc Thẳng không? Úc Thẳng ngoài lộ quốc lộ 80, tôi ở trong trong vườn cũng khoảng 50 số. Biết Úc Thẳng nè. Biết. Thì Lai Dung chỉ có quýt với nem là nổi tiếng. Nó có vườn, nó có cái vườn cam Tết, vườn cam đẹp, chụp hình đẹp. Anh ở gần đó không? Vườn cam, vườn quýt gì đó. Thì vòng vòng Lai Dung là cam quýt không? Ừ, cam quýt nhiều. Với nem. Rồi thí dụ như bây giờ cái mảnh ghép mà anh vừa đề cập đến á, đồng ý anh, thì anh có dự định làm đám cưới không? Nếu làm thì mình cũng làm gọn thôi, mình cũng lớn tuổi rồi. Làm gọn thôi ha. Đâu trương làm gì? Làm gọn gọn hay ha, rồi có dẫn em đi mua đồ mua sắm rồi ha. Gọn gọn cỡ mấy mâm? Ví dụ mình qua đàn gái thì để đàn gái làm nên mình khỏi phải làm. Rồi mình rước. Là quyết định làm bên đàn gái thôi, không rồi. Có làm bên nhà mình ha. Rồi mình rước em vậy. Chỉ rước nàng thì Vinh thôi. Chứ giờ lớn tuổi rồi làm đám mắc cỡ chết. làm bên cô gái thì được. Rồi làm bên mình thấy nó ngại ngại hả? Thấy nó ngại lắm. Sao kỳ vậy? Có gì đâu mà ngại. Thì mình độc thân. Mình là nam nhi mà làm bình thường thôi, thì tôi có tiền tôi cứ vợ chứ mất mớ gì đâu ngại. Giờ lỡ bên đàn gái người ta yêu cầu mình làm rồi sao? Để tới đầu hay tới đó đi. Tới đầu hay tới đó hả? Chứ nó dứt con không hay. Thí dụ như tôi nói thí dụ như giờ ta nói thôi làm bên anh đi rồi anh nghĩ sao? Là thí dụ ta muốn đưa vợ qua cho biết bà con là biết nhà. Thì cũng được, nhưng mà làm gọn gọn thôi. Thì cũng gọn gọn thôi, làm bên mình luôn. Cho nó vui. Rồi lúc đó có mời chương trình tới không? Trời ơi. Có không? Cảm ơn không hết rồi nó mà không mời. Mời tới đang quay phim rồi cho nó vui. Không biết Lai Dung coi nó đẹp sao. Tôi đem xe ra rước con luôn rồi. Đem xe lên rước luôn hả? Trời ơi, cảm ơn nhiều ha. Anh vui quá. Tôi nói chung là lời lẽ thì nó không có nhiều. Tôi cũng đi cũng hai lần, Cao Lãnh lần, với Sa Đéc lần. Gung quá không biết nói gì luôn. Anh có lên chương trình rồi. Lên chương trình nào? Tướng Vĩ lần đó. Tướng Vĩ lần. Với đệ tử của Tướng Vĩ với Cao Lãnh á. Cái kỳ đó cũng thích cái cô ở trên huyện viện trở nè. Cái ông ghi hình rồi cái gì ông mở điện thoại rồi mới kết hôn ngày qua, cái nó thôi xụ luôn á, đừng lên nữa. Vậy luôn á hả? Lâu chưa anh? Lâu rồi, cũng 2 năm rồi. Cũng 2 năm nay rồi ha. Mình cũng đi 2 chương trình rồi. Cái này nữa là 3. Mà chưa 2 chương trình. Sao trước thì chưa mở Sài Gòn Go đó. Sao thấy cô này thấy cũng thích. Thấy cô nói cái
cái hoàn cảnh cổ cũng mình cũng đồng cảm, mà mình thích cổ không biết cổ có thích mình không. Thấy khóc chịu không nổi bao xe đi liền luôn hả? Đi trong đêm luôn hả? Mới lên bữa 18 phải không? 18 tháng 9 rồi. Sợ chịu đi, nổi giờ xách xe đi liền luôn. Sợ đi chậm quá bị người ta rước sao? Đó. Cái này mình phải chơi nhanh tay á, giống như Sơn Tinh Thủy Tinh này ha. Ai đến trước thì cầm tay nàng tiên mơ ước. Hay, cái này hay nè. Ví dụ như lần tới mà nếu mà có cơ hội được ngồi trên đây thì anh đến mà ngồi trên đây mà tiếp trực tiếp đối mặt với nhau thì nhất định mình phải ga lăng nha. Một bó hoa hồng thật dễ thương. Để ra mắt cho nó hoành tráng. Để chương trình rồi mình liên lạc cổ làm sao, ý cổ làm sao. Không, cái này mình thí dụ thôi chứ đâu dễ dữ vậy, đâu lẹ dữ vậy. Biết ta có chịu mình không? Cái gì cũng phải tìm hiểu. Cái gì cũng phải từ từ. Tại vì còn rất là nhiều video chưa lên còn nhiều lắm. Thì chương trình sẽ đưa lên từ từ thì lúc đó kết quả thì anh thì giờ mình lớn rồi, mình cũng đã gần cái chục năm nay rồi, mình còn hấp tấp gì nữa. Một tháng hai tháng thì cũng đâu có lại gì đâu, từ từ ha. Rồi nếu anh tin tưởng mảnh ghép yêu thương thì mảnh ghép yêu thương sẽ tìm cho anh một cái mảnh ghép thật sự hợp với anh. Giờ thôi để hên xui đi. Đúng rồi, không có hên xui anh. Đến là được chứ không có hên xui. Chương trình mảnh ghép yêu thương anh đến là được chứ không có hên xui. Hên xui là mình có tìm bên ngoài thì nó hên xui. Trên đây đến là được. Nhưng mà 60% là nó chắc ăn, còn 40% là do ở anh và chị đó tìm hiểu với nhau. Chứ chương trình thì không có can thiệp sâu vô cái chuyện đó. Chỉ là cái nhịp cầu nói thôi. Rồi bây giờ anh còn muốn tỏ bày gì cái nỗi lòng của mình ra nữa không? Thì cuối chương trình tôi cũng gửi lời đến mấy cô trên cộng đồng mạng. Nếu mà ai nếu có duyên với tôi thì mình tìm hiểu đến với nhau. Anh Đảnh là anh ăn chay, anh ăn chay nay anh được nhiêu lâu rồi anh? 10 năm rồi. 10 năm. Anh đi có quy y chưa? Tôi Đạo Hoàn Hảo. À, Phật giáo Hòa Hảo theo Đức Thầy ha? Theo Thầy. Anh có thường đi nghe sấm giảng đâu không? Vì ở nhà cũng đăng ký ít cái đi. Nhưng mà ở nhà mình mở điện thoại mình coi tối ngày. Mở coi tối ngày ha, mở nghe tối ngày ha. Anh có thuộc không? Tôi trí nhớ tôi cũng kém quá. Có thuộc những lời thầy giảng không? Biết mà không có nhớ. Biết mà không nhớ ha. Mình chỉ biết làm thôi ha, chứ còn nhớ cái đó. Dạ, anh có thường đi từ thiện không? Cũng có. Bên Hòa Hảo từ thiện nhiều lắm á. Từ thiện giờ làm mạnh lắm, chứ đi cầu nguyện đã đám từng đồ. Cầu nguyện đám từng đồ ha. Với có đi phát thuốc phát gạo đồ không? Lâu lâu em nó đi việc ngoài thì cũng có đi, mà tại nhà đơn kiếp rồi ít có đi. Đi thì bỏ nhà, không ai từ nhà. Thôi, thì anh em mình nãy giờ cũng tâm sự, giống như hai anh em mình ngồi tâm sự ha, chứ không phải là có đâu có phỏng vấn gì đâu, có rung không? Thì đó rung cho nay không rung. Đó, mới đầu rung ha, giờ hết rung rồi ha. Nói chuyện anh em mình tâm sự thì có gì đâu rung. Rồi giờ thôi ha. Nữa không? Về tối. Thôi thôi ha. Giờ đi ăn cơm, tối lại chơi nhạc ha. Biết ca cũng được lắm mà không có thuộc lời. Ở đây có màn hình mà. Có. Ngặt tới 6 giờ mới ca mà. Thì giờ đi ăn. Ăn đi xong này xuống mình đi ăn đi rồi lắc trả lời chơi. Coi giờ gần 5 giờ rồi. Nó đi gần 3 tiếng á. Chạy ngã mới ăn mà. Rồi thôi bây giờ anh Đảnh nè, giờ anh em mình kết thúc ha. Anh chào quý vị khán giả, cái anh em mình kết thúc video ha. Thôi tôi cũng chào quý anh chị em cộng đồng mạng. Chúc các anh chị em được nhiều sức khỏe. Rồi.
Mảnh ghép yêu thương cũng chân thành cảm ơn anh Đảnh đã tin tưởng, dành hết thời gian quý báu hôm ngày Chủ nhật hôm nay để đi đến với mảnh ghép yêu thương, để tìm cái nửa còn lại của mình ở đâu đó. Thì chương trình cũng cầu chúc cho anh sớm ngày đạt được như sở nguyện ha. Rồi, trước khi kết thúc video mảnh ghép yêu thương, cầu chúc cho quý vị và các bạn được thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào.